Dạ thưa sư, cho con hỏi làm sao để cân bằng giữa việc đạo và đời và áp dụng như thế nào trong công việc? Thưa với quý vị, chúng ta nên phân biệt một chuyện, đó là ở trong đạo của mình có chia ra một là phận sự của người tại gia, hai là phận sự của người xuất gia. Đừng có đem những bài kinh, những lời dạy của Thế Tôn dành riêng cho những bậc xuất gia, những cái giới luật dành riêng cho những bậc xuất gia, quý vị đem áp dụng rồi áp dụng không được, rồi quý vị kẹt ở đó. Còn những bài kinh nào dành cho tại gia thì mình áp dụng cho tại gia. Ví dụ, kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt có nói về, thứ nhất á, là cái chuyện giữ giới, cái thứ hai là những pháp thiên vị cần phải tránh, cái thứ ba đó là những người bạn nên chơi và những người bạn nên tránh, rồi cái thứ tư á, là các cái mối quan hệ giữa gia đình nè, vợ chồng, cha mẹ, con cái, cho đến người ăn kẻ ở, cho đến công việc, sếp rồi bạn bè, vân vân. Đó là những bài kinh dành cho cư sĩ. Thì khi quý vị học những cái bài kinh đó, quý vị đem áp dụng là tự nhiên là nó ứng vô được cái chuyện đạo vào đời. Còn khi quý vị đem những bài kinh dành riêng cho các bậc xuất gia, ví dụ Đức Thế Tôn nói: "Này các tỳ kheo, các dục là khổ, hãy ly dục." Đó, hãy tìm những gốc cây, những ngôi nhà trống, hãy nỗ lực hành thiền, đừng để luyến tiếc. Thì đó là những lời dạy dành cho các vị xuất gia. Rồi quý vị đem cái đó, quý vị hỏi làm sao xài được cho tại gia thì sư cũng chịu thua nha. Tức là đó, bắt rắn bắt đúng thì nó không bị rắn cắn, còn bắt sai bị rắn cắn ráng chịu. Cái thứ hai là đối với những phận sự của người tại gia như là bố thí nè, giữ giới nè, rồi cư xử cho phải phép đối với gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, vân vân, thì nó còn có một vấn đề nữa là chúng ta xem là cái mình muốn ô nhiễm được bao nhiêu, mình muốn thanh tịnh được bao nhiêu, muốn có phước bao nhiêu. Và sư chỉ khuyên á, ví dụ như ở trong cái năm giới, chúng ta nên có ranh giới mà không nên vượt qua, để ít nhất á, là mình giữ gìn hạnh phúc cho mình. Như là ở trong Tăng Chi có nói, nếu biết thương gia đình của mình thì người cư sĩ phải giữ năm giới. Đấy. Cho nên là nếu như quý vị áp dụng đúng bài kinh nha, và có sự nỗ lực ráng giữ cho mình được trong sạch, thì tự nhiên là đạo và đời nó tự cân bằng thôi, không cần phải ráng. À, cái này á đạo đời á, đạo đời là mình nói, đạo đời là mình nói. Còn nếu mà nói cho quý vị dễ hình dung á, cho dù là một sĩ hay là một vị xuất gia đều có cái pháp hành riêng của cái tầng lớp đó. Cho nên á, đơn giản là mình cứ hành đúng theo những lời Đức Phật dạy dành cho người tại gia là xong. Chứ mình hành không đúng, mình hành chật rồi mình làm ngược thì nó không đúng. Khi mà nó không đúng thì ở đây nó không phải là cái sự cân bằng giữa đạo và đời nữa, mà cứ cứ thực hành đúng dành riêng cho cư sĩ hay là cái lời dạy của Đức Phật dành cho một vị xuất gia thì mình làm như vậy thì nó sẽ cân bằng thôi, chứ không có rằng cái pháp nào đem lên để cho mình đời đạo nó luôn nó cân bằng là không có. Chỉ có mình thực hành đúng lời dạy của Đức Phật mà những cái pháp đó Đức Phật dạy của nó sĩ thì mình an lạc, mình an vui, cuộc đời sống là hạnh phúc. Và cho dù đời sống của cư sĩ hay là đời sống của chư tăng đều là đời sống trong giáo pháp. Còn đạo đạo và đời chỉ đây ám chỉ hai cái hình thức là người đời và người xuất gia thôi, chứ pháp thì hành đúng thì an lạc mà hành không đúng thì phiền não, nói như vậy thôi. Xong.